này chính là máy tạo thời tiết nè. Và một xíu nữa nó sẽ tạo ra tuyết nè các bạn ơi. Trời ơi các bạn đợi đi. Đó thấy chưa, trời ơi tuyết nó đang ra kìa. Trời ơi nhìn tích quá trời ơi. Đó các bạn thấy cái máy của tôi xịn không? Nếu đấy thì đừng quên bình luận phía dưới nha. Máy của quỳ nấp xịn quá. Cái xấu gì vậy? Quay cái xấu gì vậy? Tôi nên chạy ra chết rồi. Trời ơi có cái sóng gì nó làm nhiễu cái máy của mình, xong cái máy mình nó hư luôn rồi. Cái nhà của tôi, cái máy. Trời ơi là trời. Thật quá, ai làm chuyện này? Trời ơi, hình như nó phát ra từ bên đây nè. Chỉ có thể là chỗ của anh Dắt thôi. Anh Dắt gì em đâu rồi? Ủa cái gì vậy? Cái máy đó chính là cái máy tập trước mà. Các bạn nào có nhớ cái máy tập trước đó không? Các bạn nào đã xem video đó chưa? Trời ơi cái máy này nó làm quá nhiều chuyện rồi mà bây giờ mình không muốn nói. Ủa Dắt làm gì? Sắc chết quăng sắc rồi. Quăng kim cương. Quăng kim cương. Không được Dắt ơi. À dạ. À chết rồi, cái máy nó quăng đâu rồi? Dắt đây Dắt ơi. Dạ. À chết kìa. Cái quái quỷ gì vậy? Trời ơi sao quỷ cái vòng bự quá vậy? Ơi cái máy nó rớt xuống dưới hả? Cái máy ơi, cái máy nó đang chìm xuống dưới kìa. Ôi xong rồi. Trời ơi chết rồi, cái máy nó xuống dưới. Ủa cái gì vậy? Sao cái màn hình mình nó hiện ra cái màu sắc. Ủa là sao? Ôi chết rồi, cái máy này nó bắt đầu nó khắc có tác dụng các ơi. Dắt ơi mày kiếm cái sắt, phải kiếm cục sắt đi Dắt ơi, sắt đâu rồi? Sắt các phải kiếm cục sắt, phải đứng trên cục sắt không thôi tụi mình sẽ chết luôn đó Dắt ơi. Chết rồi các bạn ơi, tôi cần sắt. Trời ơi. Trời ơi, Dắt bên này còn nè. Đây đây. Trời ơi coi. Ủa đâu kìa, mày cũng bị ảnh hưởng nè. Đúng rồi, tao đang đứng lên cái sắt của chính tao này. Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Trời ơi, mày có nhớ cái máy đợt trước không? Trời ơi, nhớ cái máy màu nha. Đúng rồi, cái máy của mày đó, và thằng Dắt nó đã sử dụng rồi. Trời ơi, quậy quá vậy? Biết tự nhiên lại bị gì mà. Trời ơi, cái quán ơi. Trời ơi, quăng gân tao vài cái coi, qua tao để tao nhảy qua cái coi. Qua đây, qua bên đây nè. Ok, nhảy qua. Ok, được rồi, an toàn rồi các bạn ơi. Được rồi, bây giờ làm sao để chúng ta đi xuống có thể lấy được cái máy đây, nó đang ở dưới kìa các bạn ơi. Trời ơi. Máu mày nè. Trời, nhưng mà ít quá, cần thêm. Trời ơi, quăng nhiều lên. Trời, cần hồi đi lên. Ok, được rồi. Tôi có cái xe khoan này nè. Xe khoan nè. Ủa, xe đồ chơi mà làm được cái gì? Đừng tưởng đây chỉ là đồ chơi nha, xem đây. Ủa đây là xe đồ chơi mà. Wow, nó biến bự luôn các bạn ơi. Wow, tuyệt là xịn tuyệt chứ. Ồ, vậy bây giờ mình có thể dùng cái máy này để mình đào xuống dưới, mình đi tìm cái máy đó các bạn ơi. Ui, nhưng mà bây giờ làm sao đi vô đây nha. Gì? Ok, bây giờ chỉ cần. Ủa nhưng mà khoan đã, cái máy này có phải bằng sắt không vậy? Mặc dù nó màu vậy đó nhưng mà nó bằng sắt ta. Ồ, ok được rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng chui vô nào. Ê anh em đứng đây nè, chuẩn bị chui vô nè. 1, 2, 3, chui vô. Được rồi các bạn ơi, tụi mình chui cho cái xe rồi và bắt đầu đào chúng ta xuống đi sẽ nào. Đi xuống dưới và khoan thôi các bạn ơi. Hãy let's go. Đào đã vậy. Rồi bây giờ thì đi tìm nó các bạn ơi. Đi. Ui mà chết rồi, nếu mà mình đi đào trong lòng đất thì làm sao mà mình kiếm nó được đây? Tối tui à. Làm sao ta? Từ tao vừa nhớ ra một cái là tao có chế tạo một cái máy định vị. Ồ, cho cái máy đó hả? Sao mày không nói cho đi? Trời ơi, quên, mày Dắt tao mới nhớ được rồi. Để thử cái thôi nha. Ok, bấm cái coi. Ôi, thấy gì không? Tao thấy cái máy rồi kìa, bấm lại. Bấm cái này. Không? Tao thấy cái máy rồi kìa các bạn ơi. Mình đã thấy cái máy rồi. Bây giờ mình phải bắt đầu tìm cái máy thôi. Đúng rồi, hứa kiếm rồi. Bây giờ bẻ lái xe nè, hãy cha. Rẽ trái nè, cha. Mình tới đâu rồi nè tụi bay? Đây là một cái khu gì mà nó nâu đen vậy? Nhìn ghê quá à. Tụi bay ơi, cái máy kia coi. Chúng ta chỉ cần đi lên và lấy nó thôi. Ủa kìa, sao có nhiều kiến vậy? Tụi nó làm gì? Đừng có đụng vô cái máy á. Kìa ơi. Ôi trời, tụi nó biến thành kiến sắt luôn rồi các bạn ơi. Không xong rồi, mình phải chặn cái máy lại. Không thôi nó làm hư mất. Kìa. Tụi nó tới mình. Không đâu. Mình sẽ phải sử dụng cái máy này. Mày. Mấy con kiến nè, mày sao mày? Mày dám cắn tới cái máy ta? Mày nè. Mày giỡn mặt hả? Trời ơi, nó bay xử tụi nó đi. Trời đất ơi. Trời ơi, tao đang xử, cố gắng xử lắm rồi nè. Dắt ơi là Dắt. Mày con cua. Mày có ố cái gì được bớt rồi các bạn ơi. Sao mày? Mấy con kiến nè. Mấy con kiến ngu lên nè, với con kiến ngu. Ôi là sao ta? Trời ơi là trời. Ôi sao tụi nó đông quá. Chết rồi, tụi nó bu lên. Ôi kìa ơi. Trời ơi tụi nó bu lên cái xe rồi. Giờ sao đây? Chết trời tụi bay ơi. Giờ sao đây? Tụi nó đang làm một cái gì? Cái này nè. Cái nước này nè. Cái nước làm gì? Bây giờ mình bắn vô cái máy này đi cho nó bị nhiễm điện rồi sao lát nữa nó nổ mình chạy ra.
Trời ơi, bắn y hoe tôi biết gì nha. Trời ơi, được rồi, tụi bay chuẩn bị nhảy ra đi, tao bắn cho tao nhảy ra đó. Được rồi các bạn ơi, tôi sẽ hy sinh cái xe này, tôi bắn vô xong rồi tôi nhảy ra. Hai. Các bạn đâu có tiếng điện rồi kìa. Tụi bay ơi, nhảy ra. Ôi, nó bắt đầu nổ rồi kìa các bạn ơi. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi. Ôi, chết hết kia luôn rồi. Vậy là sự ích kỷ rồi. Mất máu rồi. Đứng lên xe đi. Được rồi, okay. Các bạn ơi, bây giờ chỉ cần lấy cái máy này là được rồi các bạn. Ủa, cái con kiến kìa. Ai, con kiến kìa làm gì vậy? Lấy cái máy rồi. Nhanh lên. Đừng đi từ từ, phải đạp lên sắt nha. Trời ơi, cố gắng đi. Trời ơi, cần tới rồi, cái con kiến kìa. Mày đứng lên. Thôi đừng cùng rồi, tao thử mày đi. Mày. Được rồi, bây giờ mình chỉ cần lấy cái này thôi. Ôi, cái máy nó làm cái gì vậy? Nó gặp cái máy của mình rồi kìa. Ai trả lại đây? Trời ơi, mà quên nãy giờ mình quên đứng sắt mà đúng không ta? Ủa, bên kia có cái dây kìa các bạn ơi. Không lẽ là mình phải đu qua bằng cái dây hả? Đu dây được á. Nhưng mà đu dây bên kia có gì chứ? Thôi tao nghĩ là nên lấy kim cương rồi chúng ta đu qua đây. À rồi, chuẩn bị nha, nhảy lên rồi đu qua nha. Ủa nhưng mà đằng trước cái quái kia nó tách kìa. Thôi nhưng mà mình phải cố gắng vậy. 1 2 3 4. Nhảy lên. Lẹ đi nó bơi tao qua nữa. Kim cương này, nhảy vô. Trời ơi, may quá mình được rồi. Ôi, nhảy qua đây nè. Ôi tụi mình nhau. Ôi có người nó trời ơi, sao xung quanh nhiều người quá vậy các bạn ơi? Hình như quá trời người luôn kìa. Ôi chết rồi. Là khu gì á? Ờ khu gì á các bạn? Hình như khu thí nghiệm, mình như là mấy cái người này lấy cái thiết bị của mình rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Giờ sao ta? Giờ sao? Thì nãy có làm đánh lạc hướng tụi nó. Đánh lạc hướng được hả? Được. Ok. Ờ từ đã, nhưng mà quăng ra tạo tiếng ồn rồi làm được cái gì nữa? Tôi thấy kìa, có một cái bộ đồ bác sĩ kìa các bạn. Tôi nghĩ là ba tụi mình có thể mặc vô và sau đó giả làm gọi là tiến sĩ trong đây được nè các bạn ơi. Thôi được rồi, dặn nhà ông đó, đánh lạc hướng đi. Quăng đi dân, thử lấy đi. Ôi, cái gì vậy? Ôi trời, đất cái tiếng gì mà các bạn ơi. Trời ơi, ôi, tất cả nhân viên đều bắt đầu gọi là tụ tập vô cái chỗ quả bom đó rồi các bạn. Thôi được rồi, lại rồi đó. Chạy ra mọi người. Ok, kiểu tập hồi nào đâu. Vậy chắc là tôi lộn rồi. Nhưng mà tôi lỡ vô đây rồi. Này cũng có vẻ to bự thông minh đó. Được rồi, vô đi. Ê,
Vậy cũng được luôn hả? Ok, được rồi, nhìn Long Minh á. Nhìn mình Long Minh đeo kính rồi gắn cái đồ khám cho nhìn Long Minh liền. Ôi, con quái vật gì bự vậy? Con này là con quái vật gì bự không? Con quái vật ta chế tạo để chuẩn bị xâm chiếm thế giới đó. Ôi giời, là nghiên cứu về nó. Cái gì mà ghê quá vậy? Được thôi, ta sẽ tham gia. Những cái thí nghiệm ác độc này ta rất là thích. Nhưng mà đổi lại với một điều kiện là ta cần cái máy này nè, ngươi hãy đưa cho ta đi. Được thôi, nhưng mà tại sao ngươi phải lấy vậy? Cái máy này là của ta chế tạo ra mà, nhưng mà nhân viên của ngươi dám lấy của ta mà không xin phép gì hết. Ôi vậy hả, ta xin lỗi nhiều. Lãnh đầu, tụi mày làm sao mà lấy đồ của người ta, của bạn ta vậy? Trả lại người ta mau lên. Được rồi các bạn ơi, bây giờ thì chuẩn bị mang cái máy này về các bạn ơi. Được rồi đi thôi. Ôi chú đi giặt ơi. Tụi bay là ai vậy? Tôi xin lỗi. Cái máy bị vậy? Cái gì vậy? Cái gì? Thí nghiệm của ta bị gì vậy? Sao nó xanh lè rồi? Tôi không có ý đâu nha. Đứng lại cho ta. Đừng mà. Cái gì? Con quay vật của ta nó sống chuông rồi. Trời ơi, đi giết tất cả mọi người. Trời ơi, không xong rồi, con quay vật nó ra rồi kìa. Tụi bay ơi, giờ sao đây? Chết rồi, nó đang tiêu diệt hết tất cả mấy cư dân. Có con robot kìa. Nhưng mà con robot kia không có được, tại vì nó đã hấp thụ cái máy kia của mình rồi các bạn ơi. Ê, tôi có kế hoạch này nè Huy Nấp. Kế hoạch gì? Được rồi, nhảy vô thôi các bạn ơi. Mình tính kế hoạch của thằng Tô Gà sẽ thành công mà. Ây cha. Rồi nè, 1, 2, 3. Bắn tên lửa mày nè, hãy cha. Mày là con sao hả cha? Mày à, hãy cha. Trời, sức mạnh robot này mạnh tuyệt chứ các bạn ơi. Mày à, sao mày sao, tao bắn mày tiếp nè. Hãy cha. Ôi trời, nó mạnh quá, đẩy đuôi tôi rồi, chết tôi rồi. Chết rồi, giờ sao đây trời ơi, tôi gái, hành động đi. Các bạn ơi, trời ơi, con robot này nằm từ kim cương nên mình không cần phải lo. Được rồi, con robot kia, con quái vật kia đâu rồi? Nó kìa, hãy cha. Bắn tên lửa mày nè, hãy cha. Mày là con sao hả? Mày là hãy cha. Trời, sức mạnh robot này mạnh tuyệt chứ các bạn ơi. Mày à, sao mày sao, tao bắn mày tiếp nè. Hãy cha. Ôi trời, nó mạnh quá, đẩy đuôi tôi rồi, chết tôi rồi. Chết rồi, giờ sao đây trời ơi, con gái, hành động đi. 2, 3. Hành động đi, con gái. Nó nổ rồi các bạn ơi. Trời. Chết luôn rồi. Cái màn hình của mình. Rồi, có gì chị bỏ cái màu xanh đó nha chị Phụng ơi. Yeah, cuối cùng có tiêu diệt được rồi. Và màn hình mình cũng mất luôn cái hình kia luôn. Đi về thôi. Các bạn ơi, đúng là bây giờ mình đã gọi là giải cứu, mình phá hủy xong rồi. Mốt thằng Jack đừng có lấy lụm mấy cái gì bậy bạ nữa nghe chưa. Mai mốt lụm tiếp. Cái thằng này đập bây giờ. Rồi, tạm biệt các bạn nha.